Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, gặp thời đổi vận, tài lộc nở hoa, tình tiền viên mãn, giàu sang phú quý tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập nhìn Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà 30 tổng chỉnh Minh Đường Tử Vi chia sẻ muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Tuổi Tỵ con rắn linh thiêng, lúc mạnh lúc yếu cũng nghiêng về mình, nhu mềm hòa thuận lắm tình, nói năng lưu loát như mình với ta. Suốt ngày không chịu la cả, chăm lo học hỏi để đà tiến thân, lễ nghi đạo lý hiểu thông, để cho cha mẹ khỏi trông nhiều bề. Giới tiên tri tiết lộ chính xác gây chấn động, tuổi Ất Tỵ 1965, tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch tới đây được thần tài mở kho, tiền vàng ùn ùn kéo về, đổi đời giàu nhanh chóng mặt. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Thưa cô bác tuổi Ất Tỵ thân mến, ai cũng cần có tiền và sợ không có tiền ở trong tay, có tiền cuộc sống mới no đủ, không lo cơm ăn áo mặc, không có tiền thì phải thắt lưng buộc bụng, làm gì cũng khó khăn, nhưng tiền không phải cứ thế từ trên trời rơi xuống, cũng không phải dễ dàng mà có được, mà phải nỗ lực hết mình, kiếm về bằng chính công sức của mình, trở nên giàu có sau một đêm là điều không tưởng và chỉ có bước từng bước chắc chắn mới có được thành quả tốt. Nếu muốn trở nên giàu có, cô bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 cần biết và tránh xa ba thứ này thì cuộc đời cô bác nhất định sẽ vinh hoa hiển đạt, tiền bạc phú quý lâm môn. Và để biết chi tiết cụ thể như thế nào, cô bác hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm trong video dưới đây nhé. Vâng, thưa quý vị, người ở tuổi gần 60 đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, chứng kiến nhiều câu chuyện đời và ở độ tuổi tiền bối. Nếu muốn sống an yên và vui vẻ trong quãng thời gian tuổi già, không nên lo nghĩ đến bốn điều này. Ở tuổi 30 lập nghiệp, 40 am hiểu sự đời, 50 không còn cưỡng cầu kết quả, 60 bình tâm không quan tâm sự đời, quan niệm này thật sự không sai, bởi sau 60 tuổi mới là cuộc sống chân chính. Vừa qua năm Hoa Giáp đã đến tuổi nghỉ hưu, kết thúc nửa đời bận rộn với con cái, cơ bản đều thành ra lập nghiệp, do đó, làm sao để bảo dưỡng tuổi thọ và thản nhiên sống tốt phần đời còn lại. Thứ nhất, không nghĩ đến tuổi tác. Nhiều người cao tuổi luôn muốn nói rằng họ đã già, không còn sống được bao lâu. Càng nghĩ về điều này bạn sẽ càng trở nên bi quan. Người xưa thường nói nắng chiều đẹp vô ngần, chỉ là gần đến hoàng hôn. Sau 60 tuổi, người cao tuổi đã làm việc vất vả gần như cả đời, nên quên đi chuyện tuổi tác, hãy làm những gì mình muốn, giữ cho bản thân luôn khỏe mạnh và vui vẻ. Đó là nhiệm vụ duy nhất trong nửa cuối cuộc đời. Đối với người không để tâm đến tuổi tác, độ tuổi đẹp nhất chính là hiện tại. Họ trân quý từng giây phút trôi qua và sống hết mình với hiện tại, không lo lắng hay áp lực về tuổi tác và cũng không bị ức chế. Gần đây, trên mạng lan truyền một đoạn video ngắn trong 2 phút ghi lại quá trình thay đổi nhan sắc của một cô gái từ 1 đến 100 tuổi. Bắt đầu từ khi nằm nôi cho đến khi trở thành một thiếu nữ non nớt, rồi trở thành một phụ nữ trưởng thành và cuối cùng là một cụ già với phong thái thanh nhã. Thực tế mỗi độ tuổi đều có vẻ đẹp và nét độc đáo riêng, chỉ cần chúng ta tự tin vào chính mình, mỉm cười và sống hết mình cho giây phút hiện tại, trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, thì mỗi giây phút trong cuộc đời đều là những giây phút ý nghĩa vô giá. Thứ hai, không nghĩ đến bệnh tật. Điều này không có nghĩa là người cao tuổi không nên quan tâm đến sức khỏe của mình, mà là đừng quá lo lắng về bệnh tật. Nhiều người cao tuổi lo lắng đến mức sợ hãi hoặc phải đi mua thuốc, hoặc uống tất cả các loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nhưng thuốc 3 phần độc, người già vốn có sức đề kháng kém. Uống nhiều thuốc sẽ có tác dụng phụ, một số người già còn dễ bị lừa dối bởi những đối tượng bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, gây tổn thương cơ thể và thiệt hại tài sản. Một cuộc sống lý tưởng là khi lòng không lo nghĩ, trên người không bệnh, trong túi có đầy tiền,
con người ăn ngũ cốc để sinh trưởng, không thể tránh khỏi việc gặp phải vài bệnh tật trong đời. Không ai có thể chắc chắn bản thân sẽ không bao giờ ốm đau, cũng không ai có thể ngăn chặn hoàn toàn sự xâm phạm của bệnh tật. Thực ra, sinh mệnh con người rất yếu ớt, sợ hãi là phản ứng vô dụng nhất, càng sợ bệnh tật càng dễ tìm đến. Chỉ khi đủ mạnh mẽ và tránh xa những yếu tố không lành mạnh, ta mới có thể sống khỏe mạnh. Khi cơ thể xuất hiện những tín hiệu nhắc nhở, không nên sa sút hay chán trường, hãy học cách chăm sóc bản thân để phòng tránh kịp thời. Khi mắc phải bệnh nặng, hãy điều chỉnh tâm lý bình tĩnh để tìm ra cách chữa trị. Nếu mất niềm tin vào cuộc sống, hãy nhớ đặt sức khỏe lên hàng đầu. Có sức khỏe mới có tất cả, đừng bất chấp sức khỏe để lao đầu kiếm tiền, rồi khi có tiền muốn mua lại sức khỏe cũng chẳng còn kịp. Thứ ba, không nghĩ đến oán hận. Nếu bạn còn trẻ và tích góp được một ít mâu thuẫn hoặc ân oán trong cuộc sống, thì đến giờ phút này đã đến lúc buông bỏ hết đi. Chuyện giữa hai vợ chồng già cũng vậy, một khi đến 60 tuổi. Đừng nghĩ đến những chuyện này mà thêm chướng tai gai mắt, biết buông bỏ những chuyện tầm thường, vặt vãnh, người biết đủ thường vui, như vậy mới có thể làm cho nội tâm chân chính thanh tịnh. Thứ tư, không lo nghĩ cho con cái. Nhiều người già cả đời lo toan cho con cái, từ thành gia lập nghiệp đến quan tâm gia đình của chúng, chăm sóc các cháu, trả nợ nhà, suy nghĩ và lo lắng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người già. Vậy nên khi đến tuổi 60, chuyện không nên nghĩ thì đừng nghĩ, điều cần buông thì buông, vui vẻ, thoải mái mới có thể sống trường thọ. Vậy còn quý cô bác tuổi Ất Tỵ thân mến, cô bác đã tận hưởng trọn vẹn cuộc sống an nhiên và hạnh phúc chưa? Cô bác có đang phiền não về điều gì hay không? Hãy chia sẻ cùng Minh Đường Tử Vi nhé! Trước khi đi vào phần luận giải chi tiết về lá số tử vi trong chương trình ngày hôm nay, ta cùng điểm qua đôi nét về tính cách của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 như sau. Đầy khôn ngoan, nhưng cũng nhiều sự suy tư trong lòng, Tỵ là con giáp khôn ngoan nhất, thông thái nhất, hấp dẫn và cũng bí ẩn nhất trong 12 con giáp. Người sinh năm Tỵ thường có hiểu biết sâu sắc về triết học. Họ sinh ra là những người giỏi tư duy và xuất sắc trong việc tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề phức tạp. Họ thích làm việc bằng trí óc nhiều hơn là bằng cơ bắp, thích tổ chức và lập kế hoạch chứ không muốn trực tiếp nhúng tay vào công việc, để dành rất nhiều thời gian suy nghĩ, nhưng không phải loại người hay lo. Họ dùng thời gian yên tĩnh để chiêm nghiệm, họ khát khao học hỏi và điều này khiến cho tính cách người tuổi Tỵ vô cùng phức tạp, điều họ quan tâm liên tục thay đổi, hết sức khó nắm bắt, kỹ năng giao tiếp của người tuổi Tỵ rất tốt, họ tuyệt vời trong ứng xử, không bao giờ ầm ĩ hoặc ăn nói gay gắt. Bên cạnh đó, họ khá bảo thủ và hay nghi ngờ, con giáp này thích những cuộc chuyện trò thú vị, nhưng rất ghét những chuyện vô bổ phù phiếm. Hoặc nếu câu chuyện lặp đi lặp lại thì họ sẽ chuyển sự chú ý đi nơi khác ngay. Bạn đừng bao giờ mong có thể nói chuyện lâu với con giáp này về những đề tài nhàm chán. Họ chỉ thích tập trung vào những ý tưởng mới khác thường và những cuộc tranh luận thông minh. Rắn rất giỏi chờ đợi, chúng có thể chờ hàng tháng, hàng năm, kiên nhẫn quan sát con mồi, rồi khi thời cơ tới chúng sẽ dồn toàn bộ sức lực và ra tay. Cũng giống như vậy, nếu người tuổi Tỵ không bằng lòng với ai đó, họ có thể nín nhịn và giữ mối hận trong nhiều năm mà không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì, rồi một ngày khi gặp thời điểm thích hợp và ít ngờ nhất, họ sẽ tấn công trở lại không chút thương xót. Không một con giáp nào có thể kiên nhẫn như Tỵ, tốt nhất là đừng bao giờ làm kẻ thù của tuổi này. Tuy khó chấp nhận lời khuyên của người khác, con giáp này lại khá kiên nhẫn khi giúp đỡ mọi người, khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau của họ được đánh giá rất cao. Khi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tuổi Tỵ thường phản ứng nhanh chóng và không do dự, vì họ tuyệt đối tin tưởng vào điều mình làm. Con giáp này có khả năng nhanh chóng nắm bắt những tình huống phức tạp và lặng lẽ giải quyết chúng, tính tổ chức, khả năng tiếp thu những kỹ năng mới và trí nhớ tuyệt vời, giúp họ hoàn thành tốt công việc. Người sinh năm Tỵ thường may mắn về tài chính và có thể có một cuộc sống đầy đủ. Nếu Ất Tỵ đã xác định được đường đi, vậy thì cứ đi thôi, chỉ cần nhớ. Thứ nhất, trên đường Ất Tỵ đi, trên hướng mà Ất Tỵ lựa chọn, ắt sẽ có những người không ủng hộ hoặc tìm cách ngáng chân hoặc trở mặt cháo trở, kéo Ất Tỵ xuống cho bằng họ hay đạp Ất Tỵ xuống cho dưới họ để thỏa mãn cái tăm tối của nhân tâm. Nếu chuyện đấy xảy ra đừng bận lòng, người ta hại không có gì lạ, đến các bậc thánh nhân còn phải nghe sự chửi rủa, ta có là gì mà muốn cả thiên hạ phải trọng vọng. Nhớ thương, nếu có xảy ra sự khó đó, hãy viết tên những người đó ra một tờ giấy, viết cả những tổn thương họ làm với Ất Tỵ, khóc một trận cho ướt nhòe mực rồi xé nó đi, Ất Tỵ sẽ thấy nhẹ, rồi sẽ thấy quên, rồi sẽ thấy mừng, vì 2/3 cuộc đời còn lại, những kẻ đó không còn chút liên quan trong cuộc đời của Ất Tỵ nữa rồi, phúc lắm đấy để không còn cận kề tiểu nhân. Thứ hai, chịu đựng áp lực là một kỹ năng cần có trong cuộc sống, nhưng lắm khi do chịu đựng quá lâu Ất Tỵ sẽ thấy mỏi mệt, cứ phải gồng mình lên, cứ phải cố cứng rắn, mạnh mẽ lên. Vậy nên,
Ất Tỵ phải có một kỹ năng khác, đấy là sự thản nhiên, bình lặng. Chuyện xảy ra thì ta giải quyết, việc tới thì ta làm, vấn đề đến thì ta xử lý, không oán hờn, không kêu ca, không than thân, không trách phận, không hận trời, không oán đất, không giận đời, không buồn người. Đường là Ất Tỵ chọn, việc là Ất Tỵ quyết, mọi thứ là do bản tâm Ất Tỵ mong muốn. Dù là vào thế khó thì từ từ mà gỡ giải, quá khứ do ta tham, hay do ta ngu, hay do ta sân, hay do ta si, khiến hoàn cảnh hiện tại vất cũng không sao cả, miễn đừng lặp lại, cứ bình thản mà làm mọi thứ dần dần. Thứ ba, trời cho ta một bát phở, dù ngon dù dở thì bản thân ta cũng có thể pha chế thêm cho vừa miệng, thêm giấm, thêm ớt, thêm chanh, thêm mắm, thêm đường, có thể vẫn cứ dở nhưng hợp miệng hơn tí tị. Cuộc sống cũng thế, đời rất dở nhưng ta hãy cứ niềm nở, lắm lúc ta bị trao cho những bài toán khó hoặc bị cuộc đời nó vả vào mặt, chán nản là thường tình, mỏi mệt, đau thương là chuyện hàng ngày phải gặp, thì hãy cứ nhớ, nhân sinh phải có những cuộc vượt khó như vậy mới thể hiện được sự kiên cường và mạnh mẽ của ta. Tựu thành phải qua những cuộc chiến vất vả như vậy thì khi đạt được nó mới thấy đủ sự sướng, thấu đủ sự rực rỡ ta đã bùng nổ trong một đoạn sống nhiệt tình và hết mình. Rồi một mai ta sẽ ngồi lại, nhâm nhi một tách trà, nghe một bản nhạc, đọc một cuốn sách, kể lại cho con cháu nay cái giai đoạn ta đã máu lửa đến thế nào. Thành hay bại, được hay mất cũng không sao cả, miễn là ta đã chiến, ta đã cố, ta đã có những thời khắc huy hoàng của bản thân. Ta đã không hối cho những lựa chọn, dù sai ở tương lai nhưng đúng ở hiện tại, hợp với những điều mà ta mong mỏi ngóng trông. Và tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết trong tháng 6, tháng 7, tháng 8 âm lịch và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 ở đầy đủ tất cả các phương diện cuộc sống, giúp cho quý bản mệnh có thể xua các tị hung, đón lành tránh dữ, hóa giải vận xui, đón may mắn về tay. Tử vi tháng 6, tháng 7 âm lịch. Theo dõi tử vi tháng 6, tháng 7 âm lịch nhận thấy, về phương diện công danh của tuổi Tỵ, vận trình của bản mệnh hanh thông phơi phới, nhiều cơ hội để phát triển, hầu hết các kế hoạch công việc đều tiến triển đều đặn, theo đúng dự tính ban đầu, thậm chí có nhiều lĩnh vực vượt cả mức mong đợi. Tháng này mệnh chủ được nguyệt lệnh đế vượng ủng hộ nhiệt tình, kết hợp với quý nhân tam hội nên như hổ mọc thêm cánh, nâng cao vận khí, giúp bạn liên tiếp gặp may trong công việc. Dù quá trình tiến hành vẫn có đôi chút vấp váp và trợ lực, nhưng được quý nhân hỗ trợ, bản mệnh lại năng động và xông xáo, nên kết quả thu về khá lý tưởng. Ngay trong những công việc thường ngày, bạn cũng chủ động đưa ra các ý tưởng đề xuất mới, thể hiện khả năng sáng tạo. Rất may là những ý tưởng đó đều được các thành viên đón nhận và đánh giá cao. Thêm nữa, tam hội cục còn giúp các mối quan hệ xã giao thêm phần hài hòa, nhất là khi bạn luôn cùng giúp đỡ đồng nghiệp giải quyết những vướng mắc, tạo dựng tình cảm với đồng nghiệp và cấp trên. Một vài hạng mục bị đình trệ hoặc chưa kịp xử lý trước đó, nay được tuổi này nhanh chóng giải quyết đâu ra đó. Có thêm sự tín nhiệm của cấp trên cũng như sự ủng hộ của cấp dưới, cơ hội thăng tiến càng thêm rộng mở. Tuy nhiên, trong tháng có dịch mã xuất hiện là điềm báo tất bật, thường phải di chuyển hay ngược xuôi, công việc đó có thể là quá trình dịch chuyển về địa lý, khoảng cách, nhưng cũng có thể là dịch chuyển chức vụ. Nhìn chung, những nỗ lực bỏ ra đều sẽ được đền đáp xứng đáng, một khi bản mệnh chủ động xông xáo trong công việc, kết quả cuối cùng đạt được vô cùng mỹ mãn. Cùng với những tin vui ở phương diện sự nghiệp, vận tài lộc của người tuổi Tỵ cũng có dấu hiệu tăng vọt trong tháng mới, vận khí tốt đang rất mạnh, việc kiếm tiền của những chú rắn cũng thêm phần thuận lợi. Hàng loạt các tinh trợ mệnh, con giáp này làm gì cũng có thể ra tiền, cả nguồn thu chính và phụ đều có khởi sắc, tuy không đến mức phát tài ngay sau một đêm, nhưng cũng khá rủng rỉnh trong chi tiêu. Không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, tháng này cũng mở ra nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh, buôn bán thuận lợi, bỏ túi không ít lợi nhuận, lộc lá trời ban. Nếu tuổi này mạnh dạn mở rộng lĩnh vực kinh doanh mới hoặc phát triển nghề tay trái, thì sẽ được đền đáp bằng tài lộc về túi. Nhìn thấy các cơ hội tốt, thời cơ đến, bản mệnh muốn tranh thủ đẩy mạnh đầu tư, điều đó hoàn toàn phù hợp. Ở thời điểm này nhân duyên khởi vượng, nhờ tam hội cục cùng giúp, các kế hoạch hợp tác diễn ra suôn sẻ, bản mệnh liên tục ký kết được hợp đồng lớn. Các thỏa thuận hợp tác làm ăn béo bở, đơn hàng tới tấp nập, không chỉ đem tới lợi nhuận cho doanh nghiệp mà bản thân cũng được hưởng khoản hoa hồng không nhỏ. Có lẽ tháng này dịch mã báo hiệu sự tất bật, cũng là bởi bạn luôn bận rộn với các tham vọng làm giàu của mình, vất vả một chút nhưng gặt hái thành quả rực rỡ như vậy cũng đáng lắm. Tuy nhiên, làm bất cứ việc gì cũng nên chỉnh chu và biết điểm dừng đúng lúc, đừng tham lam ôm đồm mà sôi hỏng bỏng không. Các chi phí phát sinh trong tháng cũng tương đối nhiều, vì vậy tuổi Tỵ chớ ỷ vào việc túi tiền rủng rỉnh mà tiêu pha lãng phí, vung tay quá chán thì tiền núi cũng cạn. Vận trình tháng âm lịch này của tuổi Tỵ có nguyệt lệnh lâm đế vượng,
lại có cát khí từ tam hội nâng đỡ, dự báo sức khỏe của con giáp này khá tốt, không xuất hiện dấu hiệu bệnh tật nghiêm trọng nào, thể trạng của bạn rất dẻo dai, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, nhờ chế độ rèn luyện và lối sống lành mạnh. Nói như vậy không có nghĩa là bạn chủ quan khinh suất đâu nhé, nhất là khi thời tiết đang khá nóng, nên bạn cần chú ý tình trạng nóng trong mụn nhọt với những hoạt động thể chất mạnh. Tuổi Tỵ hoàn toàn có thể thử sức, bởi sức khỏe của bạn hiện tại cho phép điều đó, tuy nhiên làm gì cũng cần biết lượng sức, đừng tập tành quá sức mà gây phản tác dụng. Ngoài ra, cũng nên giữ vệ sinh nhà cửa để tránh bệnh tật do môi trường, uống nhiều nước, bổ sung thêm các thực phẩm tính hàn để giảm bớt nóng trong. Quý nhân, Thìn, Hợi. Tiểu nhân, Mão, Mùi. Màu sắc may mắn, đen, xanh lá. Con số may mắn, 65, 09, 34. Tử vi tháng 8 âm lịch. Theo tử vi tháng 8 âm lịch dự đoán, phương diện sự nghiệp của tuổi Tỵ trong tháng mới đón những sự chuyển biến tích cực, hứa hẹn sự tăng tiến thuận lợi. Nếu bản mệnh có thể nắm chắc cát khí mà nguyệt lệnh lâm trường sinh mang tới, bản mệnh có cơ hội thử sức mình trong những lĩnh vực mới và bước đầu giành được thành công đáng tự hào. Đặc biệt, Tỵ còn đưa ra nhiều sáng kiến độc đáo, được mọi người tin tưởng và đánh giá cao. Điều này rất hữu ích cho sự phát triển, không chỉ cá nhân bạn mà còn của cả tập thể. Có thể thấy người cầm tinh rắn đang tự khẳng định năng lực của bản thân ở lĩnh vực đang theo đuổi, bản mệnh nên tập trung sức lực nhiều hơn. Để không lỡ mất vận may hiếm có này, tuy nhiên, hung tinh thiên hình và thiên quan có thể gây ra những mối nguy hại hay thị phi nhiễu nhương do tiểu nhân gây ra. Tuổi Tỵ vốn chẳng hề để tâm đến từng chi tiết nhỏ, nên có thể bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở này mà ra tay. Người tài giỏi vốn hay bị ganh ghét, sơ sẩy một chút thôi là cũng có thể đánh đổi bằng chính những gì bạn đã vất vả gây dựng từ trước đó. Lúc này dù có làm bất cứ việc gì, bạn cũng cần thực hiện từng bước, đừng gấp gáp quá mà sôi hỏng bỏng không, nhất là nếu có ai đã chỉ ra lỗi của bạn, thì chú ý lắng nghe để sửa sai. Sự cố chấp bảo thủ, quá tự tin vào bản thân đều không thích hợp để thể hiện vào thời điểm này. Nhìn chung, tháng mới sẽ có cả thách thức và cơ hội tới với bạn, cứ coi khó khăn như cơ hội để rèn giũa ý chí và bản lĩnh của mình thêm mạnh mẽ. Chỉ cần bản mệnh vẫn tự tin vào con đường mình đã chọn, có đủ quyết tâm, đủ ý chí, lại có năng lực sẵn sàng, thì thành công sẽ không thể nào ở quá xa. Xét về vận trình tài lộc của tuổi Tỵ trong tháng 8 âm lịch. Có thể thấy hung nhiều cát ít, tháng này chính tài nếu có thể giữ được mức ổn định đã là may mắn, nhưng thứ tài kém, không thích hợp đầu tư các hạng mục mạo hiểm, tránh bị lừa đảo, bản mệnh trong tháng có tiểu hao dễ bị lừa gạt tiền bạc, thu nhập chẳng thấy tăng thêm, mà bao nhiêu việc cần phải chi tiêu, đã vậy bạn có thể vì quá chủ quan trong việc đánh giá tình hình mà phải trả một cái giá khá đắt. Trong tháng này, bạn được khuyên nên thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư kinh doanh hay vay mượn tiền bạc. Đừng vội tin lời mật ngọt, bởi có thể phía sau đó là cả một âm mưu để dụ bạn vào chồng và chiếm đoạt lợi ích của bạn. Dù vậy, tháng này tuổi Tỵ có nguyệt lệnh trường sinh trợ mệnh, vẫn có thể thấy tia sáng le lói phía cuối con đường, bản mệnh nếu chăm chỉ làm thêm ngoài giờ, tăng thêm cơ hội tài lộc cho mình từ chính nghề tay trái, thì có thể cải thiện được tình trạng thu chẳng đủ bù chi, tất nhiên để gặt hái thành quả tốt. Bạn phải đánh đổi không ít, tốn nhiều công sức, làm việc tất bật suốt ngày, thậm chí chuyện ăn ngủ không điều độ, bạn có thể tự cân nhắc thiệt hơn để có lựa chọn cho riêng mình. Bước sang tháng 8 âm, tuổi Tỵ có nhiều vấn đề phải bận tâm từ công việc tới tiền bạc, nên không đủ thời gian để quan tâm đúng mức cho đồng thời cả chuyện tình cảm. Mối quan hệ đôi lứa cũng vì thế mà xảy ra, nhiều vấn đề hiểu lầm không được tháo gỡ kịp thời, cả hai có lúc có bất đồng. Khi bạn thiếu sự lắng nghe thấu hiểu cho những vấn đề của đối phương, hai bạn cần bồi dưỡng tâm tư, dành nhiều thời gian cho đối phương, cùng sẻ chia thì tình yêu có cơ hội mới để thăng hoa. Ở phương diện sức khỏe, thể trạng của con giáp này cũng không được lý tưởng khi bạn thường xuyên trong tình trạng căng thẳng. Những nỗi bận tâm về công việc, tiền bạc và tình cảm khiến cho bản mệnh mệt mỏi về tinh thần, còn khiến cho con giáp này suy nhược cơ thể. Thậm chí, nếu tình hình này kéo dài còn gây rối loạn giấc ngủ, khiến Tỵ luôn trong tình trạng uể oải, mất năng lượng. Trong tử vi tháng xuất hiện thiên hình hung tinh, còn báo hiệu về những nguy cơ bản mệnh có thể không phải do bệnh tật hay tai nạn bất ngờ, tuy cần chú ý bảo vệ an toàn cho bản thân khi đi xa hay tham gia giao thông. Quý nhân, Thìn, Hợi. Tiểu nhân, Mão, Mùi. Màu sắc may mắn, đen, xanh lá. Con số may mắn, 63, 09, 45. Quý bản mệnh thân mến, trong cuộc sống bất cứ sự việc, sự vật nào cũng đều có hai mặt, mặt được và mất, được cái nọ thì mất cái kia, rất công bằng.
Cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn nếu người ta bớt so đo hơn thua, được mất. Đối với một điều đang mong đợi, nếu đạt được chắc chắn bạn sẽ thấy hạnh phúc. Nhưng nếu thất bại hẳn là bạn sẽ thấy vô cùng đau khổ. Mức độ cảm nhận của niềm vui và thất bại luôn tương đương nhau. Không ai có cái nọ mà lại đủ cái kia cả. Có người có tiền tài nhưng lại thiếu sức khỏe, gia đình hoặc tình yêu. Có người sự nghiệp, thành tích không quá cao nhưng chất lượng cuộc sống, sức khỏe lại vô cùng tốt. Có những điều thoạt nghĩ ta sẽ thấy thiếu sự công bằng, nhưng thực tế nó lại rất công bằng với tất cả mọi người. Có người cho rằng người có tiền luôn rất hạnh phúc, nhưng thực tế đây là một quan niệm sai lầm. Một người nghèo sẽ tìm được niềm vui chỉ với vài trăm đồng. Nhưng khi có nhiều tiền rồi, anh ta sẽ phải tiêu gấp hàng chục lần mới thấy được niềm vui. Khi sở thích của bạn thay đổi, cảm nhận của bạn với mọi vật cũng sẽ thay đổi theo. Khi bạn càng nhiều tiền, giá trị đồng tiền sẽ càng giảm. Khi bạn đang đói, một miếng ăn nhỏ đã làm bạn hài lòng. Nhưng khi bạn no, bạn sẽ không còn thấy vị ngon của đồ ăn nữa. Người nhiều tiền lo bị trộm, bị cướp, nhà rộng lo quét dọn, ăn nhiều sợ béo, ăn ngon quá lại sợ chết. Chúng ta có thể thấy, người có tiền bây giờ toàn ăn những đồ như rau xanh, hoa quả, hạt ngũ cốc, uống nước rau dại, nước tiểu mạch năm đây đều là những đồ ăn xưa kia của người nghèo hoặc động vật. Tôi bỗng nhớ câu chuyện, có một con cáo, nó nhìn thấy trong vườn có một cây nho chĩu quả, nó thèm lắm nhưng tìm mãi không thấy đường vào. Nó bỗng phát hiện ra một lỗ thủng ở hàng rào, nhưng lỗ thủng lại nhỏ quá, nó không thể chui vào trong được. Con cáo chờ ngoài hàng rào 6 ngày không ăn gì. Sau đó nó đã gầy hẳn đi và dễ dàng chui được vào trong vườn, và nó sung sướng thưởng thức những trái nho thơm chín mọng. Nhưng sau khi ăn rất no rồi, con cáo phát hiện ra với cái bụng to thế nó sẽ không thể theo đường cũ ra ngoài được, nó sẽ dễ dàng bị chủ vườn bắt, vì thế nó lại phải nhịn ăn 6 ngày. Lại một lần nữa nó gầy đi và có thể chui ra được khỏi hàng rào. Vậy là con cáo đã không gặt hái được gì sau những gì nó đã trải qua. Thực ra, nếu chúng ta có cả thế giới này thì chúng ta cũng vẫn chỉ ăn ngày 3 bữa, ngủ trên một chiếc giường mà thôi. Cho dù bạn có đến 100 chiếc giường thì bạn cũng chỉ ngủ được trên một chiếc. Cho dù bạn có hàng nghìn đôi giày, bạn cũng chỉ đi được một đôi. Cho dù bạn có gọi hàng trăm món ăn, thì cuối cùng bạn ăn được bao nhiêu, nhiều nhất cũng chỉ là đầy một cái dạ dày của mình mà thôi. Sự có mặt của mỗi người trong cuộc đời này là để thử nghiệm cuộc sống. Có thể họ sẽ khác nhau về tiền tài, địa vị, nhưng trải nghiệm về hạnh phúc, niềm vui thì đều như nhau. Thế nhưng, niềm vui của người có tiền sẽ khá phức tạp, niềm vui của người nghèo đơn giản hơn rất nhiều. Đồng thời, người có đến mấy bạn trai, bạn gái không chắc đã hạnh phúc bằng người chỉ chung thủy với một người mà thôi. Khi bạn vui vẻ, nỗi buồn sẽ phải đứng sang bên mà ngắm nhìn. Nhưng khi bạn đau khổ, niềm vui sẽ đến thật bất ngờ. Đến một ngày, bạn sẽ nhận ra rằng những giây phút vui, giây phút buồn sẽ luôn cân bằng nhau. Niềm vui và nỗi buồn có thể đến sớm với người này, đến muộn với người khác, có người mất nó trước, có người mất nó sau. Nhưng tổng thể nó là một lượng không đổi, bạn đã từng vui thế nào thì buồn bạn cũng sẽ nhận một lượng bằng như thế, đến khi chết mọi việc đều như nhau. Cái chết sẽ làm cân bằng cuộc sống, khi chết sẽ không còn phân biệt kẻ giàu người nghèo, không thể nói người giàu sẽ chết thoải mái hơn, còn người nghèo chết khổ hơn. Có người khi sống đạt được 10 phần, thì khi chết đi anh ta cũng sẽ mất đi 10 phần. 10 phần đó là phần đau khổ, đây là điều công bằng tuyệt đối. Có người đạt được 3 phần, có người đạt được 7 phần, có người có trước người, có sau, có người không có được gì. Người có trước có khi bị mất đi trước, người có sau sẽ mất đi sau, người không có sẽ không bị mất, tổng số sẽ luôn không đổi. Vì thế sống trên đời không nên tính toán quá, không cần phải cố ý bận tâm, hãy cứ vui cố gắng trải nghiệm hết cuộc đời này để không phải hối tiếc. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Chúc quý khán giả có một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.